chương 451, ngay tại chỗ lên giá. Cấp 430. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới toàn bộ công hội đại sảnh chuyển chức giả chú ý. Từng đôi mắt đều trực tiếp quét tới. Mỗi một đôi mắt chỉ đều mang vẻ khiếp sợ. Tuyển chọn thi đấu vừa mới qua đi mấy ngày thời gian A. Liền theo cấp 350 tiêu thăng đến cấp 430. Dường như mới 3 thì 4 ngày. Ta đi. 3-4 ngày thăng cấp nhanh như vậy sao? Những cái này các chuyển chức giả căn bản khó nén trên mặt vẻ chấn động đây rốt cuộc đến chết bao nhiêu quái tài có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên cao như vậy đẳng cấp A. Vốn là ta cho là Anna Roser hai ngày này thăng cấp tốc độ đã rất nhanh, bây giờ cùng Vương Trần bắt đầu so sánh, còn giống như kém một chút. Anna Roser bao nhiêu cấp? Theo 400 tăng lên tới cấp 460. A. À. Như vậy tính toán, cũng thật là so Vương Trần tốc độ muốn chậm một chút. Khủng bố A. Điên cuồng như vậy. Một truyền mười, mười truyền trăm tại vương trần cầm lấy hai ngày này cày quái mà lấy được vật liệu đạo cụ đi bán thời điểm hắn đẳng cấp tiêu thăng tin tức đã là truyền ra ngoài chủ yếu là vương trần bây giờ tại herman chi thành cũng là nhân vật phong vân dù sao cũng là đem anna roser đánh bại thiên kiêu mà tại mọi người nghị luận thời điểm trào chỗ không xa càng là truyền ra một trận tiếng ồn ào mọi người vội vã nhìn qua liền chấn động vô cùng trông thấy giống như núi nhỏ vật liệu đạo cụ linh dược toàn bộ chồng chất tại cái kia trên mặt bàn Ngoạ tàu nhiều như vậy vật liệu, đạo cụ, linh dược ư. Bên trong còn có không ít trang bị đây. Trời ơi, đây rốt cuộc là săn giết bao nhiêu con quái vật mới có thể rơi ra loại này số lượng đồ vật. Chung quanh các chuyển chức giả nhìn một màn trước mắt, biểu tình đều là chấn động không gì sánh nổi. Đừng nói là bọn hắn. Liền trong công hội phụ trách đầu cơ trục lợi tài nguyên nhân viên, cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đồ như vậy. Những vật này toàn bộ bán đi, đổi thành minh thần kim tệ. Vương Trần vô cùng yên lặng nói trong giọng nói thậm chí ngươi cũng nghe không được nửa điểm khoe khoang, đắc ý thành phần. Phản phất những chiến lợi phẩm này đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tốt, Vương Trần tiên sinh, chúng ta lập tức cầm những đạo cụ này đi giám định giá trị. Bất quá bởi vì đồ vật quá nhiều, ít nhất cần 3 giờ trở lên, ngài có thể tại nơi này nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Nhân viên vội vã hiện lên khuôn mặt tươi cười. Đây chính là một đơn làm ăn lớn A. Hắn có không ít ít phần trăm. Ngữ khí cùng thái độ tự nhiên là biến có thể so khách khí. Vương Trần nghe vậy, gật đầu nói, không vội, vừa vặn thừa dịp thời gian này, ta đi bên cạnh phó bản trong đại sảnh dạo chơi. Nói lấy, liền mang tới Yuna, đi các loại một đám đồng đội, đi đến bên cạnh vườn Eden công hội phụ trách phó bản đại sảnh. Những vật kia Vương Trần còn không có định giá qua. Nhưng hắn tin tưởng vườn Eden lớn như vậy công hội còn không đến mức làm những vật này mà tiến hành làm giả tham ô. Mà các chuyển chức giả nhìn thấy Vương Trần dẫn đội tiến về phó bản đại sảnh, hai bên đều liếc nhau. Kháo gia hỏa này cũng thật là một khắc không ngừng a à. vừa mới theo giả ngoại địa đồ trở về liền trực tiếp đi phó bản đại sảnh hẳn là muốn đi đến phó bản cũng không biết muốn phía dưới cấp bậc gì phó bản cái này thăng cấp cũng quá điên cuồng nhìn tới thật là tại vì tổng thi đấu mà nghiêm túc làm lấy chuẩn bị mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời ngựa không ngừng vó đi theo các ngươi nói vương trần vào phó bản có thể hay không phá ghi chép rất lớn xác suất sẽ phá hắn sợ là muốn trở thành hơ chi thành trong lịch sử thăng cấp nhanh nhất chuyển chức giả đúng vậy a à, ta nhớ đến hơ chi thành trong lịch sử thăng cấp nhanh nhất liền là một ngày thời gian tăng lên cấp 60 yêu nghiệt cùng anna rosa ngang hàng bây giờ vương trần tốc độ lên cấp hiển nhiên là đánh vỡ cái kỷ lục này mọi người một bên nghị luận một bên đã đi tới phó bản này trong đại sảnh tiếp đó liền nhìn thấy vương trần cùng hắn các đồng đội tại nhân viên dẫn dắt tới đi tới một chỗ trong sảnh chỉ thấy trước mắt tòa này 10 điểm rộng lớn sáng rực trong sảnh có phiến phiến tỏa ra lóa mắt lộng lẫy quan môn nhẹ nhàng trôi nổi. Cái này phiến phiến quan môn bên trong tản ra làm người biểu tình cũng nhịn không được ngưng trọng khí tức cuồng bạo, mơ hồ ở giữa, còn có thể theo quan môn bên trong nghe được bên trong truyền đến cuồng bạo gầm thét. Có thể nhìn thấy chính là, tại cái này trong sảnh, đã có không ít mạo hiểm giả đội ngũ ở chỗ này. Lại cấp bậc của bọn hắn đều là tại 440, cấp 480. Tại Hơ Chi Thành bên trong, đẳng cấp này chuyển chức giả, đã không sai biệt lắm là cấp T1 chiến lực tại nơi này, có bốn người đội ngũ, có năm người đội ngũ, cũng có thập nhân đội ngũ. Đương nhiên, còn có mấy cái phụ trách chào hàng phó bản công lược sổ tay tiểu thương. Bách quỷ mộ địa phó bản công lược sổ tay, bên ngoài muốn bán các ngươi hai nghìn minh thần kim tệ, tại ta chỗ này, chỉ cần một nghìn minh thần kim tệ, như thế nào bằng nhanh nhất năng suất nhảy qua một chút đặc thù cơ chế, cùng như thế nào bắt lại cấp SSS chấm điểm. Phía trên đều có, chỉ cần một nghìn minh thần kim tệ, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Nghe lấy cái này tiểu thương chào hàng lời nói, một bên có không ít chuyển chức giả cũng nhịn không được chế nhạo lên tiếng. a, à, giá tiền này quả thực là đang giật tiền. Ngươi cái này công lực sổ tay, nhiều nhất liền là 200 minh thần kim tệ. Ngươi đây cũng dám mở miệng gọi một 000 minh thần kim tệ, ngươi muốn tiền muốn điên rồi. Đúng rồi. Bên ngoài bán nhiều nhất liền 300 minh thần kim tệ, ngươi một cái hai đạo buôn lậu, không giá rẻ bán liền thôi, còn muốn công phu sư tử ngoạm, chờ một hồi ta tố cáo ngươi, liền muốn chịu bắt được tranh thủ thời gian cút. Muốn lừa tiền, đừng đến nơi này, không phải đánh ngươi cũng xem như nhẹ. Nói chung, nếu như là phổ thông tiểu thương, nhìn thấy nhiều như vậy chuyển chức giả trăm miệng một lời thảo phạt, đều cái kia xám xịt đi. Có thế cái này tiểu thương lại cứng lên cái cổ, cường ngạnh mà nói, các ngươi biết cái gì. Ta tay này sách còn có trăm phần trăm phát động ẩn tàng cửa ải phương pháp đây. Lời này vừa nói ra. Út. Xung quanh không ít chuyển chức giả đều mở to hai mắt nhìn. Cái gì? 100% phát động ẩn tàng cửa ải phương pháp. Thật hay giả? Mọi người đều biết. Mỗi cái phó bản thông quan phía sau đều có cực nhỏ rất nhỏ xác suất phát động một cái ẩn tàng cửa ải. Sau khi tiến vào, bên trong cơ bản đều là phần thưởng phong phú cửa ải, hoặc ban thưởng rất nhiều điểm kinh nghiệm, hoặc liền là ban thưởng hiếm có đắt đỏ đạo cụ, vật liệu, linh dược. Tóm lại, sẽ để ngươi đặc biệt kiếm lời. Mấu chốt là độ khó còn rất thấp, cơ hồ không có quái vật gì mỗi cái chuyển chức giả tại thông quan phó bản phía sau nằm mộng cũng muốn phát động ẩn tàng cửa ải nhưng xác suất rất thấp phải dựa vào vận khí hiện tại cái này tiểu thương dĩ nhiên nói hắn cái này sổ tay bên trên có trăm phần trăm phát động ẩn tàng cửa ải biện pháp ai không cảm thấy chấn kinh hừ các ngươi muốn tin hay không trong sổ tay của ta liền là có phần này nội dung muốn nhìn vậy liền ngoan ngoãn giao tiền cái kia tiểu thương đặc biệt tự tin đặc biệt kiêu ngạo cái kia cho ta tới một phần. Ta cũng tới một phần. Tới tới tới, ta cũng muốn một phần. Ta mua trước một phần, nếu là ngươi biện pháp này không dùng được, cẩn thận đầu chó của ngươi. Có lẽ là tiểu thương ngạo nghễ tư thế để rất nhiều chuyển chức giả tin tưởng, lập tức tất cả mọi người tại tranh đoạt. Hừ. Tới cái gì tới? Lão tử không tới. Các ngươi muốn, lão tử hiện tại bán 5.000 minh thần kim tệ một phần. Vừa mới ta muốn bán thời điểm các ngươi phun ta, hiện tại muốn mua. Muộn. Cái này tiểu thương vẫn là cái biết ngay tại chỗ lên giá cao thủ. Chương 452, bản sự không lớn, ngược lại thật biết trang. Đang lúc những cái này các chuyển chức giả động tâm thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một đạo hờ hững âm thanh. Chớ bị những cái này thấp kém chào hàng thủ đoạn lừa gạt, trăm phần trăm phát động ẩn tàng cửa ải, đó là không có khả năng. Rất nhiều các chuyển chức giả nghe xong, quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một đạo cao lớn thon dài thân ảnh. Trọn vẹn có người cao mét 8, toàn thân đều là tràn ngập lực lượng cảm giác cường tráng vóc dáng, thậm chí tại cái kia góc cạnh rõ ràng lạnh lùng khuôn mặt, kết hợp phía dưới, tạo thành một cổ lẫm liệt cao ngạo khí chất. Vương Trần cho tới bây giờ không phải tế cẩu. Mỗi ngày kiên trì không ngừng cường độ cao huấn luyện phía dưới, thân hình của hắn đã là cường tráng cân xứng, là loại kia thoát y có thịt, mặc quần áo lộ ra gầy hoàng mỹ hình thể. Vương Trần. Mà hiện trường các chuyển chức giả cũng trị là một chút nhận thức ra người này là ai chính là gần nhất tại trong herman chi thành thanh danh vang dội tuổi trẻ thiên kiêu vương trần chủ yếu là khí chất này quá có độ công nhận một chút nhìn qua liền có thể nhận ra dù cho là đứng ở trong đám người vương trần đặc biệt khí chất cùng vóc dáng dung mạo cũng có thể làm cho người khác một chút liền có thể nhận ra tới tuyệt đối không có sai cái kia một cái phụ trách buôn bán công lực buôn lậu nhìn thấy có người phá việc buôn bán của hắn còn nghĩ đến quay đầu quát lớn đối phương một phen có thể nhìn thấy người tới là vương trần phía sau hắn ngay tại chỗ liền rụt rụt đầu, liền muốn chạy trốn. Cái vương trần này, hắn khẳng định là không chọc nổi. Cuối cùng đây là hơ mân chi thành nhân vật phong vân, còn đánh bại Anna Roser. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nếu là đem nó đắc tội, tương lai mình không có quả ngon để ăn. Nhưng hắn muốn đi, một bên các chuyển chức giả cũng sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn. Mới vừa nói đến có thể nói là thần kỳ, còn nói có biện pháp trăm phần trăm phát động ẩn tàng cửa ải, quả thực là coi bọn họ là oan chủng lừa gạt. Bây giờ Vương Trần nói ra, ngược lại để bọn hắn ý thức được cái này nông cạn âm mưu. Ân. Ừ. Kỳ thực những cái này các chuyển chức giả trà trộn nơi này lâu như vậy, kiến thức không ít, cực kỳ khó bị lừa. Có thế chung quy là chạy không thoát một cái tham chữ. Trăm phần trăm phát động ẩn tàng cửa ải, chỉ là một điểm này, cho dù là bọn họ biết xác suất lớn là giả, đều có chút động tâm. Vạn nhất là thật đây. Đúng không? Nếu như là thật, như thế đối với bọn hắn mà nói nhưng chính là kiếm lời lớn nhưng hôm nay vương trần một câu nói toạc ra tăng thêm cái này tiểu thương rõ ràng 10 điểm hốt hoảng bộ dáng mọi người cũng biết cái này tiểu thương nhưng thật ra là tại gạt người thế là liền đem nó bắt được ngươi không phải nói trăm phần trăm phát động ẩn tàng cửa ải ư ngươi thế nào muốn chạy trốn khá lắm ngươi cái này cũng dám lừa đến trên đầu chúng ta thật coi chúng ta là oan chủng ư ngươi cái tên này đã không phải là lành nghề thương mà là tại giả danh lừa bịp lão tử muốn đem ngươi đưa đến tài quyết sở đi tiểu thương cũng là thông minh bị tóm lấy phía sau cứng cổ hô, ai nói ta gạt người, các ngươi cũng còn chưa thử qua biện pháp đâu của ta. Làm sao biết ta biện pháp này không được. Các chuyển chức giả nghe xong, trực tiếp đem hắn công lực sổ tay cho lấy tới. Xem xét phía sau, sắc mặt lập tức đen lại. Ngươi cái này phát động ẩn tàng cửa ải điều kiện, ai có thể làm đến. Chỉ thấy cái kia công lực sổ tay bên trên, viết bách quỷ mộ địa thông quan thời gian chỉ cần tại trong vòng 3 phút, liền có thể ổn định phát động ẩn tàng cửa ải. Có thể 3 phút thông quan thời gian, đến hiện tại cũng không có người làm đến qua. Bởi vì tốt nhất ghi chép liền là 7 phút 32 giây. Dựa theo lý tưởng nhất trạng thái, khẳng định là có thể vào 3 phút. Các ngươi không thể vào, liền nói ta biện pháp này có vấn đề, đó chính là vu oan ta. Hơn nữa ta mới nói, ta chỗ này chỉ là có biện pháp trăm phần trăm phát động ẩn tàng cửa ải, các ngươi đều không thể làm đến ta tay này sách bên trong yêu cầu, làm sao lại có thể phán định ta nhất định là gạt người. Tiểu thương càng nói càng là có lý chẳng sợ. Hiển nhiên hắn cũng là muốn từng tới chính mình bị bắt bớ vạch trần một ngày, nguyên cớ suy nghĩ một bộ hoàng mỹ lý do thoái thác, liên thủ sách bên trên nội dung đều chuẩn bị qua. Tài quyết sở bên kia còn thật không tốt phán định đối phương phải chăng đi lừa gạt. Cuối cùng điều kiện này không có người có thể hoàn thành, không cách nào phân biệt biện pháp này là thật là giả. Hừ. Nói ngon nói ngọt mặt hàng. Nhìn lão tử đánh ngươi một chầu, ngươi hãy thành thật không thành thật. Cũng có mấy cái tính khí nóng nảy chuyển chức giả, lập tức liền muốn động thủ đánh tên gian thương này. Nhưng mà cái này tiểu thương cũng là ngẩng đầu, hắc hắc cười lạnh nói, tới tới tới. Cầu các ngươi đánh ta. Nơi này chính là khu vực an toàn. Các ngươi động thủ đánh ta, ta không những sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, ta ngược lại còn có thể nói các ngươi vũ lực hại người. Ta còn thực sự không tin, các ngươi dám ở chỗ này đánh ta. Dám đánh, vậy liền chờ lấy bồi thường tiền. Cái này tiểu thương cũng là lưu manh. Nhìn tới hắn dám ở những cái này hơn 400 cấp chuyển chức giả bên trong đi lừa gạt, cũng là làm xong chuẩn bị đầy đủ căn bản không sợ bị bắt. Ngươi! Quả nhiên! chung quanh các chuyển chức giả dù cho là vô cùng sinh khí, nhất thời ở giữa đều không dám động thủ. Mà ngay tại cái này tiểu thương dương dương đắc ý thời điểm. Một mực yên lặng vương trần lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Trong vòng 3 phút thông quan bách quỷ mộ địa liền có thể bảo đảm trăm phần trăm phát động ẩn tàng cửa ải. Tiểu thương ngạo nghệ nói, không sai. Điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể tại trong vòng 3 phút thông quan hắn hình như liệu định cái phó bản này không có khả năng có người có thể tại trong vòng 3 phút thông quan. Cuối cùng tốt nhất ghi chép đều là 7 phút hơn mới thông quan. Được, ta đi nghiệm chứng một chút biện pháp này. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vương Trần không có chút gì do dự, mang theo chính mình tiểu đội trực tiếp bước vào thông hướng bách quỷ mộ địa quan môn. Trào! Một màn này, cũng là để xung quanh không ít chuyển chức giả phát ra náo động âm thanh. Trên mặt của mỗi người đều là chấn kinh. Hiển nhiên, Bọn hắn không nghĩ tới vương trần cũng dám thử nghiệm trong vòng 3 phút thông quan bách quỷ mộ địa. Đó là không có khả năng sự tình a. À. Hừ. Liền cái vương trần này, còn bị ca tụng là cùng Anna Roser bình khởi bình tọa tối cường thiên kiêu đây. Bản sự không lớn, ngược lại thật biết trang, ta ngược lại muốn nhìn, gia hỏa này đến cùng là thế nào tại trong vòng 3 phút thông quan bách quỷ mộ địa. Tiểu thương ngược lại không có chút nào lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn thật không cảm thấy cái vương trần này có thể tại trong vòng 3 phút thông quan tiền toái nữ nhân viên lễ tân mở ra một thoáng mắt quỷ mộ địa công thành trực tiếp. Cái khác các chuyển chức giả đã đi tới lễ tân, khách khách khí khí đối nữ nhân viên lễ tân nói. Nơi này lễ tân đẳng cấp không cao, cũng liền cấp 300. Có thế bởi vì là vườn Eden công hội lễ tân, có thập cường công hội bối cảnh, nguyên cớ những cái này cao đẳng cấp chuyển chức giả đều đối với các nàng khách khách khí khí. Bởi vì người ta sau lưng dựa vào chính là vườn Eden công hội khỏa đại thụ này. Bởi vì cái gọi là tể tướng trước cửa quan tam phẩm những cái này nữ nhân viên lễ tân huống chi còn phụ trách ngày bình thường những cái này chuyển chức giả hết thảy sự vụ. Nguyên cớ đang ngồi chuyển chức giả đối với nữ nhân viên lễ tân nhóm có thể nói là đặc biệt khách khí. Cũng may nữ nhân viên lễ tân nhóm cũng không có ý lại sủng nhi kiêu ngạo. Lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười phía sau, rất nhanh đem bách quỷ mộ địa trực tiếp tình hình thực tế mở ra. Chỉ chốc lát sau. Một cái tối tâm vô cùng hình ảnh liền như vậy hiện ra tại trước mắt mọi người. Bọn hắn biết. Đây chính là bách quỷ mộ địa ải thứ nhất. Chương 453, Ngập trời oán khí. Đội ngũ của ngươi đã tiến vào bách quỷ mộ địa phó bản. Trước mắt đội ngũ lựa chọn độ khó, địa ngục. Trước mắt đội ngũ nhân số, 9 người. Tất cả đồng đội đã cấp cho quyển trục về thành đạo cụ, làm ngươi tao ngộ thời điểm nguy hiểm, có thể sử dụng cái kia đạo cụ rời đi phó bản. Chú ý, quyển trục về thành sử dụng thời điểm cần 3 giây đọc đầu thời gian, tại trong vòng 3 giây, ngươi bị bất luận cái gì công kích, khống chế đều muốn cắt ngang cái kia đọc đầu. Vù vù, một trận gợn sóng không gian hiện lên. Chính bóng người liền là bị truyền tống đến một cái tối tăm khô hanh dưới đất trong không gian. Vương Trần không có chút gì do dự, trực tiếp theo chính mình trong những trữ vật móc ra một kiện ma pháp chiếu sáng đạo cụ, truyền vào nhẹ nhàng ma lực phía sau, món đạo cụ này liền là toát ra quang minh, đem cái này bốn phía cảnh tượng rọi sáng ra tới. Đây là một đầu hành lang lối vào. Đồng thời cũng là bách quỷ mộ địa phó bản ải thứ nhất. Đi. Vương Trần lạnh nhạt mở miệng. Chợt một ngựa đi đầu, xuôi theo hành lang bắt đầu xông về phía trước đồng thời. Vù vù. vù vù. Vù vù. Vù vù. Tiểu Thanh, Tiểu Tử, Tiểu Bạch ba con thú sủng đã là phân biệt theo thú sủng trong không gian đi ra, đứng ở vương trần tả hữu trên bờ vai. Yuna, Ori đám người không dám chậm trễ chút nào. Các nàng thế nhưng biết, vương trần lần này muốn tại trong vòng 3 phút thông quan cái này bách quỷ mộ địa. Cái này bách quỷ mộ địa tổng cộng có tầng 4. Lại bởi vì mỗi một tầng đều muốn thanh không tiểu quái mới có thể đến tầng tiếp theo, nguyên cớ không cách nào nhảy qua cửa ải, cần thời gian liền tương đối dài. Muốn tại trong vòng 3 phút thông quan, mỗi một tầng liền không thể hao phí quá nhiều thời gian. Như thế Vương Trần rốt cuộc muốn làm thế nào, mới có thể tại trong vòng 3 phút nhanh thông cái phó bản này đây. Nói thật, Ori, Yuna đám người cũng không biết nên làm cái gì. Các nàng cũng là dựa vào đối Vương Trần tín nhiệm, vô não theo vào tới, chỉ cần nghe Vương Trần chỉ huy là được. Chỉ là rất nhanh, các nàng liền phát hiện, ý nghĩ của mình là dư thừa. Hoặc là nói, Vương Trần để các nàng cùng theo vào, không phải muốn để các nàng xuất thủ giúp một tay, vẻn vẹn chỉ là muốn mang lấy các nàng một chỗ đi vào thăng cấp. Bởi vì tiếp xuống toàn bộ công thành quá trình, dĩ nhiên đều không cần các nàng. Hống. Giờ phút này. Hành lang cuối cùng là một cái cửa đá khổng lồ. Đằng sau cửa đá truyền đến zombie bi quái vật cái kia tàn bạo vô cùng tiếng gào thét. Những cái này tiếng gào thét bên trong tràn ngập đối huyết nhục khát vọng, đồng thời một cổ thối rửa mùi hôi thối cũng là tràn ngập ở chung quanh trong hoàn cảnh. Oanh, tại Yuna, Ori đám người trong ánh mắt kinh ngạc, tiểu thanh một ngựa đi đầu, trực tiếp cự đại hóa, đụng nát cái kia cửa đá khổng lồ, tiến vào tầng thứ nhất không gian. Tại cái kia nồng đậm thi thể mùi thối còn không có truyền vang ra thời điểm. Vù vù. Làm phụ trợ thần thú cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch cơ trực tiếp thi triển đoàn thể tịnh hóa thuật. Đem nơi này mùi thối cùng kèm theo trúng độc dị thường hoàn cảnh cho triệt để làm sạch một lần. Làm cho hoàn cảnh nơi này sẽ không cho bất luận kẻ nào mang đến quấy nhiễu. Trên thực tế mỗi cái phó bản đều có loại này cái gọi là hoàn cảnh giảm ít. Nói thí dụ như đầm lầy khu vực, có thể để cho vượt ải người hành động tốc độ biến đến vô cùng chậm chạp, đồng thời nếu như ngươi tại cùng một nơi đứng lâu liền sẽ tiến vào trói buộc trạng thái. Trước mắt, cái này bách quỷ mộ địa, là ngươi chỉ cần đi vào trong cửa ải, hít thở đến những cái này tanh rình hương vị, liền sẽ để chính mình tiến vào trúng độc trạng thái. Tiến vào trúng độc trạng thái phía sau, sẽ kéo dài mất máu. Nhất định cần muốn để một sư chức nghiệp kéo dài cho ngươi hồi máu, mới không còn để hp của ngươi rớt xuống thấp nhất bách quỷ mộ địa chỗ khó một trong cũng liền là hoàn cảnh giảm ít nơi này bởi vì muốn phòng ngừa chính mình đội ngũ trạng thái không thể quá suy yếu nguyên cớ đối phụ trợ chức nghiệp yêu cầu liền rất cao không chỉ muốn cho đồng đội tăng thêm hơn nữa thời thời khắc khắc cũng không cần để làm sạch hiệu quả cho mất đi trước mắt có cửu vị thiên hồ xem như thú sủng vương trần căn bản không cần lo lắng một điểm này tiểu bạch chỉ cần phóng thích một cái đoàn thể làm sạch lĩnh vực liền có thể toàn trình kéo dài đến cuối cùng lấy tiểu bạch làm tâm điểm, phương viên trăm mét trong phạm vi, đều có một cái làm sạch lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong phe bạn mục tiêu, cách mỗi 3 giây liền có thể thu được một lần làm sạch hiệu quả. Chỉ cần không rời đi cái này phạm vi, như thế cái này làm sạch hiệu quả có thể để tất cả đồng đội ăn không được một điểm trúng độc hiệu quả. Tiểu hồ ly này dĩ nhiên là loại phụ trợ thú sủng. Ta còn thực sự chưa từng thấy, có cái gì phụ trợ thú sủng là hồ ly sao? Ngoại giới. Khi tất cả chuyển chức giả nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng nhịn không được chấn động lên tiếng liên quan tới cái tiểu hồ ly này, bọn hắn tại trên sàn thi đấu gặp qua. Chẳng qua là lúc đó tiểu hồ ly này cho vương Trần bên trên tăng thêm thời điểm, hiệu quả biểu hiện không phải rất rõ ràng. Thậm chí rất nhiều khán giả đều muốn tiểu hồ ly này trở thành linh vật. Nhưng hôm nay, mọi người mới biết được, cái này hồ ly nguyên lai là một cái nắm giữ cường đại phụ trợ năng lực thú sủng. Tối thiểu nhất Bách Quỷ Mộ Địa tiêu cực giảm ít tại cái này trước mặt tiểu hồ ly, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nếu như không có những cái này giảm ít hiệu quả hạn chế, như thế vương trần thông quan tốc độ có thể nói là thật to tăng nhanh. Đúng vậy a à, nói không chắc có thể phá ghi chép. Các chuyển chức giả kích động. Chủ yếu là bách quỷ mộ địa cái phó bản này rất nhiều năm đều không có người phá qua ghi chép. Hừ. Chẳng phải là xua tán đi tiêu cực giảm ít mà thôi ư. Cái này bách quỷ mộ địa chỗ khó cũng không chỉ có cái này một cái. Đến đằng sau cửa ải, sẽ càng ngày càng khó, hơn nữa còn có một chút đặc thù cơ chế. Cái kia tiểu thương giờ phút này nhịn không được lên tiếng, cắt ngang mọi người hưng phấn chúng chuyển chức giả đối nó trợn mắt nhìn nhau, hắn cũng không để ý. Người tên gian thương này, cốt nhất cầu nguyện Vương Trần không thể tại trong vòng 3 phút quá quan. Không phải. Có đau khổ chờ lấy cho ngươi ăn. Các chuyển chức giả hung tợn uy hiếp. Vậy ta liền đợi đến. Cái này tiểu thương cứng cổ nói. Hắn còn thật không tin, cái vương trần này có thể tại trong vòng 3 phút thông quan. Trong phó bản. Ải thứ nhất chính là zombie tiểu quái. Không cần nhìn. Oanh, Tại Tiểu Thanh một đạo long tức càng quét phía dưới, những zombie này tiểu quái căn bản không phải địch thủ. Dù cho những zombie này tiểu quái đẳng cấp có cấp 460, nhưng tại Tiểu Thanh thổ tức trước mặt vẫn là không có bất kỳ sức hoàn thủ. Dọn dẹp tiểu quái năng lực, Tiểu Thanh là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Ải thứ nhất đi qua, toàn trình chỉ dùng 20 giây thời gian. Không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào ải thứ hai. Ải thứ hai vẫn là tiểu quái cửa ải. Chỉ bất quá có chút đặc thù. Nơi này tiểu quái theo zombie biến thành u linh đơn vị cũng liền là quỷ hồn đúng rồi tòa này bách quỷ mộ địa cố sự bối cảnh liền là nói nơi này nguyên bản một cái viễn cổ đế quốc hoàng đế mộ địa lúc ấy vị hoàng đế kia chết thời điểm kéo rất nhiều dân chúng vô tội tùy tán đến mức trong toàn bộ mộ địa đều là ngập trời oán khí tất nhiên còn có vị hoàng đế kia không cam lòng thân chết muốn thiên thu vạn đại oán khí hai bên hỗn tạp phía dưới trong mộ địa này liền là xuất hiện dị biến tùy tán dân không chúng vô tội nhóm đều biến thành zombie, cương thi. Mà hồn phách của bọn hắn cũng thay đổi thành ác quỷ. Chương 454, Thông tính Đối với U Linh loại quái vật, quần chúng phổ biến hiểu, liền là biết loại quái vật này đối với vật lý thương tổn phương diện có cực cao giảm miễn. Dưới loại tình huống này, vật lý công kích đối với loại này quái vật mà nói, cũng không phải là lộ ra như thế hữu hiệu. Phải dùng ma pháp công kích mới có thể có hiệu quả đối nó tạo thành thương tổn. Đây đối với Vương Trần mà nói, cái này không có cái gì độ khó. Tiểu thanh lôi thuộc tính thương tổn liền là quy thành loại ma pháp công kích. Trước mắt, những ác quỷ này hồn phách toàn bộ đều là diện mục dữ tợn, tàn bạo vô cùng. Bọn hắn điên cùng hướng vương trần bọn hắn đánh giết mà tới. Đối mặt những ác quỷ này hồn phách, vương sáng sớm chẳng những không có thất kinh, ngược lại là yên lặng lãnh đạm đến cực điểm. Không cần hắn hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Bên cạnh tiểu thanh cũng đã là há hốc miệng ra. Vù 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 khủng bố lôi đình long tức liền như vậy tại tiểu thanh trong mồm ấp ủ mà thành đối với tiểu thanh mà nói muốn diệt sát những cái này u linh quái vật căn bản không cần hoa gì bên trong hồ trạm gác đại kỹ năng vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhất long tức liền có thể làm cho đối phương hình thần câu diệt oanh mọi người chỉ thấy được so cao cấp ma pháp kỹ năng còn kinh khủng hơn vạn phần lôi đình long tức liền như vậy tại cái này bách quỷ trong mộ địa trút xuống mà ra nở rộ lóa mắt quan huy trực tiếp liền đem vương trần tại bên trong mỗi người khuôn mặt đều chiếu rọi đến lóe sáng vô cùng thời gian không tới một giây, đáng sợ lôi đình liền đem những u hồn này cho toàn bộ chôn vùi, không còn một mống. Toàn bộ bách quỷ mộ địa cũng bắt đầu đất trung núi chuyển lên, cho bụi rì rào mà xuống, liền toàn bộ mộ địa kết cấu cũng bắt đầu sụp đổ, từng khỏa đá vụn không ngừng quay cuồng mà xuống. Đối cái này, Vương Trần đều lười đến để ý tới, yên lặng nói một chữ, đi. Thậm chí đều không thấy cái kia bị lôi đình nổ thành than cốc thi thể quái vật, trực tiếp liền xoay người tiến vào xuống một cái cửa ải quan môn bên trong. Trào! mà nhìn thấy một màn này trực tiếp ngoại giới khán giả lần nữa nhịn không được náo động lên tiếng. bọn hắn biết vương trần thú sủng rất cường đại, nhưng không nghĩ tới cường đại đến loại trình độ này. một cái long tức liền đem cái này bách quỷ mộ địa ải thứ hai tiểu quái cho toàn bộ dọn dẹp. một cái không dư thừa. quả thực khủng bố muốn chết. trời ơi, ta cảm giác đây tuyệt đối không phải thanh lôi giao long mà là chân chính diệt thế thanh long. không sai, ta cũng là cho là như vậy. đến cùng là ai tại nói vương trần cái này long sủng là thanh lôi giao long a? Thanh lôi giao long tuy là cũng cường đại, nhưng xa xa không có khả năng như thế cường đại, chính xác có rất lớn khả năng là diệt thế thanh long. Vậy ta rất kỳ quái a, à, dựa theo đạo lý mà nói, vương trần tại cuối cùng một tràng tranh tài vì sao không đem chính mình thú sủng triệu hồi ra tới. Khả năng vương trần cảm thấy đối phó Anna Rose căn bản không cần đem thú sủng triệu hồi ra tới. Móa! Như thế cùng sao? Xứng đáng là vương trần. Nếu như tại trong phó bản vương trần nghe được ngoại giới nghị luận. Đoán chừng là muốn dở khóc dở cười. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn tại cùng Anna Rouser đối chiến bên trong không triệu hoáng thú sủng, là xem thường Anna Rouser. Trên thực tế hắn có thế quá để mắt Anna Rouser. Vương Trần cũng chưa bao giờ dám xem thường anh hùng thiên hạ, hắn đối đãi mỗi trận đấu đều 10 điểm nghiêm túc. Cuối cùng cái kia một tràng tranh tài nguyên cớ không có triệu hoáng thú sủng, là bởi vì hắn biết Anna Rouser có chuẩn bị mà đến. Nguyên cớ cũng liền lười đến triệu hoáng thú sủng. Nói thật, ngoại giới khán giả khả năng không tin lúc ấy vương trần đều cảm thấy chính mình có thể muốn thua cuối cùng dùng đến đạo kia thuẫn trở tay đoạn cũng là thắng ở một tay xuất kỳ bất ý anna roser không biết rõ vương trần còn có một tay chiến thuẫn thủ đoạn bất quá cũng đúng trên toàn thế giới đều không có ai sẽ cảm thấy một cái ngựa thú sư dĩ nhiên sẽ dùng thuẫn loại vũ khí này trước mắt vương trần thông suốt ải thứ hai dùng thời gian liền 10 giây cũng chưa tới cái kia thanh long quá kinh khủng làm vương trần đi tới ải thứ ba thời điểm là một tôn khi còn sống làm vị hoàng đế kia tận trung cương vị đại tướng quân. Bây giờ biến thành một tôn tinh anh quái. Đối cái này, Vương Trần đều lười đến nhìn cái này tinh anh quái đẳng cấp cùng thuộc tính. Trực tiếp liền đối tiểu tử ra lệnh, lên. A ô. Tiểu tử đạt được mệnh lệnh, biết cái kia chính mình biểu diễn thời điểm. Tại cái kia đại tướng quân vô cùng ngạc nhiên dưới ánh mắt. Oanh. Tiểu tử toàn bộ thân hình đều biến đến cự đại hóa lên, tiếp đó thật cao nhảy dựng lên, trực tiếp đối cái này tinh anh quái cho hung hăng bao phủ xuống. Tựa như là một khối thiên thạch vũ trụ, phủ đầu đập vào cái kia tinh anh quái trên đầu. Cái kia tinh anh quái rút ra trong tay lợi kiếm, đối tiểu tử liền là điên cuồng chém lung tung. Nó vốn cho rằng có thể đem tiểu tử cho cắt chém thành mảnh vỡ, nhưng nó lại hoảng sợ phát hiện, chính mình cái kia đủ để tùy tiện đem một vị cấp 450 chuyển chức giả trọng thương kiếm khí, rơi vào cái này slam quái vật trên mình thời gian, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ cảm thấy chính mình chém vào tại mềm nhũng trên bông cái này, nó phỏng chừng nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày kia công kích của mình dĩ nhiên đối một con slime không cách nào có hiệu lực. đã nói slime loại sinh vật này thực lực thấp nhất đây, thế nào bản tướng quân công kích căn bản không phá được phòng ngự của nó, không chỉ không phá được, a, à. cái này tinh anh quái cuối cùng còn phát ra một tiếng hét thảm, liền là bị tiểu tử thân thể cho bao phủ tại trong đó. một tiếng hét thảm sau đó, thân thể của nó liền là trực tiếp bị tiêu hóa hầu như không còn, biến thành một cổ năng lượng tinh thuần tiến vào tiểu tử thân thể. Hiển nhiên, là tiểu tử trực tiếp đem nó tiêu hóa thôn vệ. Trong truyền thuyết thôn vệ chi chủ, có thế nuốt vạn vật. Mặc kệ là quái vật, vẫn là chuyển chức giả, lại hoặc là đại lục, thổ nhưỡng, hoa cỏ chờ hết thảy vật phẩm. Đều có thể bị nó thôn tính. thông tính phía sau, nó có thể đem bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ tiêu hóa thành năng lượng của mình. Tại rất nhiều lưu truyền tới nay, những cái kia liên quan tới thần thú trong truyền thuyết, liền có nói một cái thôn vệ chi chủ đã từng đem một tòa siêu cấp đại lục cho triệt để thôn vệ hết tòa kia siêu cấp trong đại lục hết thảy người hoặc là sự vật đều tại thôn vệ chi chủ thôn tính phía dưới toàn bộ đều biến thành hư vô hơn nữa truyền thuyết này cũng không phải giả mà là hàng thật giá thật bởi vì đã từng chính xác có như thế một tòa siêu cấp đại lục bị thôn tính có không ít chuyển chức giả tận mắt chứng kiến còn có không ít chuyển chức giả là theo tòa kia siêu cấp trong đại lục trở về từ cõi chết đi ra mặc dù nói lúc ấy bọn hắn đều không thể mắc thấy cái kia thôn vệ chi chủ chân dung nhưng toàn bộ đại lục chính xác triệt để bị bao phủ tại một cái vô hình miệng lớn bên trong. Cho tới bây giờ, cái kia siêu cấp đại lục cũng còn chưa từng xuất hiện, một mực biến mất. Đủ để có thể thấy được, thông vệ chi chủ thông vệ chi lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Liền một tòa siêu cấp đại lục đều có thể thông tính. Tất nhiên, loại kia tồn tại, khẳng định là không biết rõ sống bao nhiêu năm lão quái vật. Không phải không làm được loại tình trạng này. Trước mắt, tiểu tử đẳng cấp mới hơn 400 cấp, lại vẫn là ấu niên kỳ khẳng định là không làm được loại trình độ đó. Nhưng thông vệ một cái so chính mình đẳng cấp không cao hơn bao nhiêu tinh anh quái, vậy vẫn là dễ dàng. Lần này thông quan tốc độ càng nhanh. Bởi vì ải thứ ba chỉ có một cái phụ trách thủ quan tinh anh quái. Bị tiểu tử trực tiếp liền nuốt lấy, đem nó phân giải thành năng lượng tinh thuần phản hồi đến trên người mình, đồng thời tiểu tử tứ duy thuộc tính còn bởi vì thông tính loại quái vật này, mà đạt được nho nhỏ tăng cường. Chương 455, tiện tay có thể diệt. Đối với u linh loại quái vật, quần chúng phổ biến hiểu, liền là biết loại quái vật này đối với vật lý thương tổn phương diện có cực cao giảm miễn dưới loại tình huống này vật lý công kích đối với loại này quái vật mà nói cũng không phải là lộ ra như thế hữu hiệu phải dùng ma pháp công kích mới có thể có hiệu quả đối nó tạo thành thương tổn đây đối với vương trần mà nói cái này không có cái gì độ khó tiểu thanh lôi thuộc tính thương tổn liền là quy thành loại ma pháp công kích trước mắt những ác quỷ này hồn phách toàn bộ đều là diện mục dữ tợn tàn bạo vô cùng bọn hắn điên cuồng hướng vương trần bọn hắn đánh giết mà tới. Đối mặt những ác quỷ này hồn phách, vương sáng sớm chẳng những không có thất kinh, ngược lại là yên lặng lãnh đạm đến cực điểm. Không cần hắn hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Bên cạnh tiểu thanh cũng đã là há hốc miệng ra. Vù 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 vù. Khủng bố lôi đình long tức liền như vậy tại tiểu thanh trong mồm ấp ủ mà thành. Đối với tiểu thanh mà nói, muốn diệt sát những cái này u linh quái vật, căn bản không cần hoa gì bên trong hồ trạm các đại kỹ năng, vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhất long tức, liền có thể làm cho đối phương hình thần câu diệt oanh mọi người chỉ thấy được sau cao cấp ma pháp kỹ năng còn kinh khủng hơn vạn phần lôi đình long tức liền như vậy tại cái này bách quỷ trong mộ địa trút xuống mà ra nở rộ lóa mắt quan huy trực tiếp liền đem vương trần tại bên trong mỗi người khuôn mặt đều chiếu rọi đến lóe sáng vô cùng thời gian không tới một giây đáng sợ lôi đình liền đem những u hồng này cho toàn bộ chôn vùi không còn một mống. toàn bộ bách quỷ mộ địa cũng bắt đầu đất trung núi chuyển lên cho bụi rì rào mà xuống liền toàn bộ mộ địa kết cấu cũng bắt đầu sụp đổ, từng khỏa đá vụn không ngừng quay cuồng mà xuống. Đối cái này, Vương Trần đều lười đến để ý tới, yên lặng nói một chữ, đi. Thậm chí đều không thấy cái kia bị lôi đình nổ thành than cốc thi thể quái vật, trực tiếp liền xoay người tiến vào xuống một cái cửa ải quan môn bên trong. Trào! Mà nhìn thấy một màn này trực tiếp ngoại giới khán giả, lần nữa nhịn không được náo động lên tiếng. Bọn hắn biết Vương Trần thú sủng rất cường đại, nhưng không nghĩ tới cường đại đến loại trình độ này. Một cái long tức, liền đem cái này bắt quỷ mộ địa ải thứ hai tiểu quái cho toàn bộ dọn dẹp một cái không dư thừa quả thực khủng bố muốn chết trời ơi ta cảm giác đây tuyệt đối không phải thanh lôi giao long mà là chân chính diệt thế thanh long không sai ta cũng là cho là như vậy đến cùng là ai tại nói vương trần cái này long sủng là thanh lôi giao long a thanh lôi giao long tuy là cũng cường đại nhưng xa xa không có khả năng như thế cường đại chính xác có rất lớn khả năng là diệt thế thanh long vậy ta rất kỳ quái a dựa theo đạo lý mà nói Vương Trần tại cuối cùng một tràng tranh tài vì sao không đem chính mình thú sủng triệu hồi ra tới. Khả năng Vương Trần cảm thấy đối phó Anna Rouser căn bản không cần đem thú sủng triệu hồi ra tới. Móa! Như thế cùng sao? Xứng đáng là Vương Trần. Nếu như tại trong phó bản Vương Trần nghe được ngoại giới nghị luận. Đoán chừng là muốn dở khóc dở cười. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn tại cùng Anna Rouser đối chiến bên trong không triệu hoán thú sủng, là xem thường Anna Rouser. Trên thực tế hắn có thế quá để mắt Anna Rouser. Vương Trần cũng chưa bao giờ dám xem thường anh hùng thiên hạ, hắn đối đãi mỗi trận đấu đều 10 điểm nghiêm túc. Cuối cùng cái kia một tràng tranh tài nguyên cớ không có triệu hoán thú sủng, là bởi vì hắn biết Anna Rosa có chuẩn bị mà đến. Nguyên cớ cũng liền lười đến triệu hoán thú sủng. Nói thật, ngoại giới khán giả khả năng không tin. Lúc ấy Vương Trần đều cảm thấy chính mình có thể muốn thua. Cuối cùng dùng đến đạo kia thuẫn trở tay đoạn, cũng là thắng ở một tay xuất kỳ bất ý. Anna Rosa không biết rõ Vương Trần còn có một tay chiến thuẫn thủ đoạn. Bất quá cũng đúng. Trên toàn thế giới đều không có ai sẽ cảm thấy một cái ngự thú sư dĩ nhiên sẽ dùng thuẫn loại vũ khí này. Trước mắt, Vương Trần thông suốt ải thứ hai, dùng thời gian liền 10 giây cũng chưa tới. Cái kia thanh long quá kinh khủng. Làm Vương Trần đi tới ải thứ ba thời điểm, là một tôn khi còn sống làm vị hoàng đế kia tận trung cương vị đại tướng quân. Bây giờ biến thành một tôn tinh anh quái. Đối cái này, Vương Trần đều lười đến nhìn cái này tinh anh quái đẳng cấp cùng thuộc tính. Trực tiếp liền đối tiểu tử ra lệnh, lên. A.O. Tiểu tử đạt được mệnh lệnh, biết cái kia chính mình biểu diễn thời điểm. Tại cái kia đại tướng quân vô cùng ngạc nhiên dưới ánh mắt. Oanh. Tiểu tử toàn bộ thân hình đều biến đến cự đại hóa lên, tiếp đó thật cao nhảy dựng lên, trực tiếp đối cái này tinh anh quái cho hung hăng bao phủ xuống. Tựa như là một khối thiên thạch vũ trụ, phủ đầu đập vào cái kia tinh anh quái trên đầu. Cái kia tinh anh quái rút ra trong tay lợi kiếm, đối tiểu tử liền là điên cuồng chém lung tung. Nó vốn cho rằng có thể đem tiểu tử cho cắt chém thành mảnh vỡ, nhưng nó lại hoảng sợ phát hiện, chính mình cái kia đủ để tùy tiện đem một vị cấp 450 chuyển chức giả trọng thương kiếm khí, rơi vào cái này slam quái vật trên mình thời gian, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ cảm thấy chính mình chém vào tại mềm nhũng trên bông. Cái này, nó phỏng chừng nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày kia công kích của mình dĩ nhiên đối một con slam không cách nào có hiệu lực. Đã nói slam loại sinh vật này thực lực thấp nhất đây. Thế nào bản tướng quân công kích căn bản không phá được phòng ngự của nó? Không chỉ không phá được a à, cái này tinh anh quái cuối cùng còn phát ra một tiếng hét thảm liền là bị tiểu tử thân thể cho bao phủ tại trong đó một tiếng hét thảm sau đó thân thể của nó liền là trực tiếp bị tiêu hóa hầu như không còn biến thành một cổ năng lượng tinh thuần tiến vào tiểu tử thân thể hiển nhiên là tiểu tử trực tiếp đem nó tiêu hóa thôn vệ trong truyền thuyết thôn vệ chi chủ có thế nuốt vạn vật mặc kệ là quái vật vẫn là chuyển chức giả lại hoặc là đại lục thổ nhưỡng hoa cỏ chờ hết thảy vật phẩm đều có thể bị nó thôn tính thông tính phía sau, nó có thể đem bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ tiêu hóa thành năng lượng của mình. tại rất nhiều lưu truyền tới nay, những cái kia liên quan tới thần thú trong truyền thuyết liền có nói một cái thôn vệ chi chủ đã từng đem một tòa siêu cấp đại lục cho triệt để thôn vệ hết. tòa kia siêu cấp trong đại lục hết thảy người hoặc là sự vật đều tại thôn vệ chi chủ thông tính phía dưới, toàn bộ đều biến thành hư vô. hơn nữa, phèo, truyền thuyết này cũng không phải giả, mà là hàng thật giá thật, bởi vì đã từng chính xác có như thế một tòa siêu cấp đại lục bị thông tính có không ít chuyển chức giả tận mắt chứng kiến. Còn có không ít chuyển chức giả là theo tòa kia siêu cấp trong đại lục trở về từ cõi chết đi ra. Mặc dù nói lúc ấy bọn hắn đều không thể mắt thấy cái kia thôn vệ chi chủ chân dung, nhưng toàn bộ đại lục chính xác triệt để bị bao phủ tại một cái vô hình miệng lớn bên trong. Cho tới bây giờ, cái kia siêu cấp đại lục cũng còn chưa từng xuất hiện, một mực biến mất. Đủ để có thể thấy được, thôn vệ chi chủ thôn vệ chi lực đến cùng kinh cũng đến cỡ nào. Liền một tòa siêu cấp đại lục đều có thể thông tính. Tất nhiên, loại kia tồn tại, khẳng định là không biết rõ sống bao nhiêu năm lão quái vật. Không phải không làm được loại tình trạng này. Trước mắt, tiểu tử đẳng cấp mới hơn 400 cấp, lại vẫn là ấu niên kỳ, khẳng định là không làm được loại trình độ đó. Nhưng thông vệ một cái so chính mình đẳng cấp không cao hơn bao nhiêu tinh anh quái, vậy vẫn là dễ dàng. Lần này thông quan cấp độ càng nhanh. Bởi vì ải thứ ba chỉ có một cái phụ trách thủ quan tinh anh quái. Bị tiểu tử trực tiếp liền nuốt lấy, đem nó phân giải thành năng lượng tinh thuần phản hồi đến trên người mình, đồng thời tiểu tử tứ duy thuộc tính còn bởi vì thông tính loại quái vật này mà đạt được nho nhỏ tăng cường. Chương 456, tùy tiện có thể diệt. Cái này ải thứ ba dùng thời gian, đại khái là 7 giây thời gian. Thông vệ, tiêu hóa, quá quan, một mạch mà thành. Yuna, Ori chờ chúng nữ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn động cùng mộng bức, toàn trình chỉ phụ trách theo vương trần đằng sau là được. Một đường nằm đi qua. Thậm chí đều không cần cho vương trần tạo nên cái gì tăng thêm BUFF tại sao ta cảm giác chúng ta tựa như là vương trần phần chân đồ trang sức a à? không phải như là chúng ta liền là vương trần phần chân đồ trang sức a à, vương trần thú sủng thật mạnh a à, chẳng trách lúc trước hắn dám trực tiếp tiến vào cái kia hàng băng trong thâm viên đúng vậy a à, có biến thái như vậy thú sủng tại cái kia băng xương á long coi như dám bạo khởi hại người vương trần cũng có thể nhẹ nhõm đem nó trị phục chém giết có hay không có một loại khả năng cái kia băng xương á long liền là bởi vì biết vương trần lợi hại nguyên cớ từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền lựa chọn ngoan ngoãn tuân theo chúng nữ tại dùng truyền âm thuật cái này kỹ năng thông dụng tại giao lưu ngược lại không cần các nàng đánh quái chỉ là các nàng càng là thảo luận càng là cảm thấy chấn động nhớ tới phía trước đủ loại sự tình đều biến đến hợp lý lên bên cạnh đó vương trần bình tĩnh cùng trầm ổn khẳng định là dựa vào thực lực kinh khủng như thế trên cơ sở chẳng trách hắn mặc kệ mỗi lần gặp phải chuyện gì đều một điểm không kinh hoảng bộ dáng tình cảm là hắn có thực lực đem nó dọn dẹp nguyên cớ nhân gia căn bản không hoảng hốt ngược lại thì các nàng tại nhiều như vậy trong sự tình, tất cả giật mình một chợt, lộ ra 10 điểm không trầm ổn. Cho người cảm giác liền là không hợp cách đồng đội. Cũng may các nàng cẩn thận suy tư một chút, các nàng mặc dù nói không có giúp Vương Trần đi ra cái gì tính thực chất trợ giúp, nhưng tốt xấu là không có cản trở. Chỉ là một điểm này, liền để các nàng nới lỏng một hơi. Không tác dụng so tác dụng phụ tốt hơn nhiều lắm. Trước mắt. Đến ải thứ tư. Lúc này, thông quan thời gian cũng chưa tới một phút đồng hồ ải thứ tư cùng phía trước tam quan cùng so sánh không thể nghi ngờ là đại khí huy hoàng rất nhiều chiếu vào mọi người mi mắt dĩ nhiên là một tòa trang trí vô cùng xa hoa cung điện dưới đất toàn bộ cung điện dưới đất đều là lấy thuần kim chất liệu chế tạo lại tản ra nồng đậm ma pháp ba động vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm toàn bộ cung điện đều tỏa ra hào quang chói sáng người đứng ở bên trong căn bản không có nửa điểm ở vào địa cung bên trong cảm giác ngược lại là để người cảm thấy chính mình là tại một tòa vàng son lộng lẫy trong hoàng cung cung điện dưới đất ở chính giữa có một cái 10 điểm cao lớn vương tọa. Vương tọa hai bên trái phải, sắp hàng từng vị mặt quan văn phục sức tinh anh quái. Không sai. Liền là tinh anh quái. Đây đều là vị hoàng đế kia tử vong thời điểm, kéo đến nơi này tùy tán đại thần. Bây giờ bọn hắn đã toàn bộ hóa thành zombie vong hồn, lại thuộc tính so với bình thường tiểu quái muốn cao, thậm chí. sau ải thứ ba cái vị kia đại tướng quân tinh anh quái còn muốn cao. Cái kia trên vương tọa, ngồi ngay thẳng một đạo bao phủ tại trong hắc vụ bóng người to lớn từ hình dáng nhìn lại, một chút liền biết đây cũng là tòa này bách quỷ mộ địa trong phó bản cuối cùng bốt. Vị này không biết rõ ở vào cái nào thời đại hoàng đế, vóc dáng cực cao lớn, lại tản ra một cổ huy hoàng đế hoàng uy lực. Vẹn vẹn chỉ là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, liền cho người một loại đến từ thượng vị giả khủng bố áp bách. Dưới loại tình huống này, đồng dạng tâm lý năng lực chịu đựng kém chuyển chức giả, đi tới nơi này, đầu tiên khí thế bên trên liền muốn yếu ba phần. Bất quá đây đối với vương trần mà nói, cái gọi là vương bá chi khí không có bất kỳ tác dụng bây giờ có thể để nội tâm vương trần dao động uy áp còn chưa có xuất hiện qua đã từng dù cho là lão sư của hắn vị kia dù cho là tại minh thần đại lục trung đô lừng lẫy có tiếng ai sương nữ đế bạo phát uy áp phía dưới đều không để cho nội tâm của vương trần dao động qua vì thế tina lão sư còn tán thưởng vương trần nó tâm như bàn thạch không thể phá vỡ là ngàn vạn năm khó gặp một lần đỉnh cấp người kế tục mặc kệ là tại tư chất bên trên vẫn là tại tâm tính bên trên đều là nàng gặp qua ưu tú nhất kích lệ tới đây thời điểm Tina lão sư thậm chí còn tăng thêm một câu, nói so nàng vị này ai sương nữ đế còn muốn ưu tú. Tối thiểu nàng tại Vương Trần ở độ tuổi này thời điểm, không làm được dạng này. Tất nhiên, hiện tại Vương Trần lão sư, cũng liền là cái kia ai sương nữ đế cũng đồng dạng tiến vào cái minh thần đại lục này. Chỉ là không biết rõ nàng bây giờ đến cùng ở nơi nào. Lúc ấy nàng cho Vương Trần căng dặn, liền là dựa chính mình trước xuất đầu. Thời gian đến, nàng tự nhiên sẽ xuất hiện cùng Vương Trần gặp mặt. Làm cái mục tiêu này, Vương Trần cũng là một mực tại nỗ lực. Lấy phương thức của mình. Rất nhiều người nhìn thấy Vương Trần cái kia cố gắng huấn luyện, đều cảm thấy Vương Trần đối với mạnh lên có rất mạnh cố chấp. Trên thực tế bọn hắn sai. Vương Trần đối với mạnh lên cũng không có quá mức biến thái cố chấp. Hắn ý tứ là đủ khả năng cố gắng. Mỗi ngày cường độ cao huấn luyện, đối với Vương Trần mà nói, bất quá là đủ khả năng sự tình thôi. Vẹn vẹn chỉ là làm một kiện đủ khả năng sự tình, tính toán và đến cưỡng cầu ư. Nếu như Vương Trần thật muốn vô cùng cố chấp tại mạnh lên, như thế hắn trước tiên liền có lẽ gia nhập thập cường công hội, hưởng thụ cấp cao nhất tài nguyên đại ngộ. Bây giờ hắn là tại dùng phương thức của mình chậm rãi mạnh lên, chậm rãi tiến bộ. Trước mắt, đối mặt tôn này bị cả triều văn võ xoay quanh cường đại ác quỷ đế, Vương Trần cũng vẫn không có bất luận cái gì dông dài. Ngón tay hướng thẳng đến vương tọa đạo thân ảnh kia một chỉ. Thẳng nhiên nói, lên đi. Tiếng nói vừa ra. Bạch. Tiểu thanh, tiểu tử, tiểu bạch đã là đồng loạt vọt ra ngoài thẳng đến trên vương tọa đạo thân ảnh kia lớn mật điêu dân cũng dám coi thường nước ta quân hoàng uy một màn như thế cũng là chọc giận cái này từ đám ác quỷ đóng vai cả triều văn võ bọn hắn khi còn sống liền là trung thành tuyệt đối đại thần chết về sau vẫn như cũ làm bọn hắn quân chủ mà tận trung có thế thì tính sao tại trong mắt vương trần đây đều là hư ảo tùy tiện có thế diệt vù vù tiểu thanh cùng tiểu tử trực tiếp cho thấy chân thân của mình trọn vẹn cao 50 mét to lớn thân thể liền như vậy phủ xuống tại tòa này dưới đất trong hoàng cung. Đây là tiểu thanh tiểu tử cố tình hạn chế chính mình hình thể độ cao. Lấy bọn chúng hiện tại đẳng cấp, nếu quả như thực hiện ra chân thân, phỏng chừng toàn bộ dưới đất hoàng cung đều muốn hoàn toàn tan vỡ. Đối mặt người kia giết mà tới, điên cuồng ném kỹ năng ác quỷ đám đại thần, tiểu thanh vẻn vẹn chỉ là vỗ một cái long trảo, lấy nó bản thân làm tâm điểm, một cái vô cùng kinh khủng lôi trì liền là nháy mắt tạo thành. Đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương những cái kia ác quỷ đám đại thần ma pháp kỹ năng oanh tạc tại tiểu thanh trên mình căn bản không tổn thương được tiểu thanh một sợi lông làm lôi trì khuếch trương ra ngoài chạm đến cái thứ nhất ác quỷ đại thần thời điểm a à. tại tất cả mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt cái kia ác quỷ đại thần vậy mà liền cái này bị lôi đình đánh nát tan thành mây khói hồn phi phách tán Họa tàu lôi trì này uy lực cũng quá kinh khủng a à. trời ơi thật hay giả ta cảm giác lôi trì này thương tổn đều tràn ra a à đây đều là tinh anh quái A. Cái này giết đến cũng quá tùy ý, quá đơn giản A. Những tinh anh này quái đổi ta tới giết, giết một cái đều đến nửa ngày. Chương 457, phút không một giây. Thông quan. Cái này cũng bố lôi trì, quả thực là để ngoại giới khán giả thất kinh. Hễ chạm đến một điểm, cái kia ác quỷ đám đại thần liền muốn trực tiếp biến thành tro tàn. Phải biết những ác quỷ này đại thần có thế mỗi một cái đều là tinh anh quái A. Tinh anh quái lượng máu, phòng ngự, giảm thương tổn, mặc kệ cái nào một hạng đều là xa xa cao hơn tiểu quái. Bên cạnh đó, bách quỷ mộ địa nguyên cớ khó như vậy đánh vỡ ghi chép, cuối cùng, liền là bởi vì cửa ải cuối cùng này tinh anh quái số lượng quá nhiều. Sơ sơ 3.000 con. Ngươi không nghe lầm, liền là 3.000 con. Tại tiểu thanh khuếch trương ra lôi trì thời điểm, toàn bộ dưới đất hoàng cung dĩ nhiên lại từ dưới mặt đất hiện ra một chi tinh anh quái quân đoàn. Bọn chúng toàn bộ đều đứng ở dưới đất hoàng cung bên ngoài. Chỉ cần trên vương tọa này thân ảnh một thoáng mệnh lệnh, vậy cái này nhóm tin anh quái quân đoàn liền sẽ vọt thẳng mũi. Cái phó bản này tốt nhất ghi chép bảo trì người, tương đối trùng hợp. Liền là Anna Roser. Tại hôm qua vừa vặn phá mất. Vốn là cái này bách quỷ mộ địa trong phó bản, tốt nhất ghi chép là 20 phút 32 giây. Kết quả bởi vì Anna Roser tiến vào, đem ghi chép tăng lên tới 7 phân nhiều giờ. Anna Roser chức nghiệp đánh nơi này có tự nhiên ưu thế, toàn bộ đều là thần thánh thuộc tính kỹ năng cùng thương tổn. Nơi này quái vật chủ yếu vừa đụng liền nát thuộc về là thiên khắc. Thần thánh loại kỹ năng đối với vong hồn, ma quỷ, hắc ám sinh vật có vô cùng tuyệt đối kiềm chế. Bao gồm một chút hắc ám hệ chức nghiệp, trên giao đấu Anna Roser, vậy cũng là tất thua. Chỉ bất quá. Hiện tại cái này bảy phân nhiều giờ tốt nhất ghi chép, tự hồ là muốn bị Vương Trần cho phá. Cứ việc ngoài hoàng cung có một chi tinh anh quân đoàn tại nhìn chằm chằm, nhưng Vương Trần căn bản không lo lắng, hắn liền như vậy ở vào lôi trì trong phạm vi. Tất nhiên, Yuna, Ori các loại đồng đội cũng tại lôi trì trong phạm vi. Tiểu thanh lôi trì không chỉ có thể cho địch nhân tạo thành to lớn thương tổn, hơn nữa tại lôi trì bên trong phe bạn mục tiêu, còn có thể hưởng thụ được cực kỳ cường đại tăng thêm. Chỉ bất quá loại này tăng thêm đối với vương trần mà nói, trước mắt không dùng được. Bởi vì... Xong. Khi nhìn đến chính mình ác quỷ đám đại thần chết thảm phía sau, cái kia bao phủ tại trong hắc vụ ác quỷ đế hoàng liền là trực tiếp hạ lệnh, để bên ngoài hoàng cung tinh anh quái quân đoàn công kích. Thế nhưng hữu dụng không? A. À, ác quỷ quân đoàn nhóm điên cùng công kích, kết quả mới chạm đến lôi trì giáp tranh một thoáng, liền triệt để hồn phi phách tán. Lôi trì này tựa như là cối xay thịt, mặc kệ những ác quỷ này nhóm như hà trùng Giết, đều thủy chung không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Thậm chí, Yuna, Ori các loại chúng nữ khoảng cách cái kia ác quỷ quân đoàn bất quá mới 30 mét khoảng cách. Nhưng chính là cái này 30 mét khoảng cách, để ác quỷ quân đoàn nhóm không cách nào chạm đến. Liền phi hành ma pháp công kích, đều tại sau khi đến lôi trì, bị nơi này lôi đình cho triệt để triệt tiêu mất. Đây chính là diệt thế thanh long lôi trì. Làm sao có khả năng là nho nhỏ quái vật có thể thông qua. Nhìn thấy một màn này, vị kia ngồi tại trên vương tọa ác quỷ hoàng đế có thể nói là vừa sợ vừa giận. Chỉ thấy thân ảnh của nó trực tiếp theo vương tọa bên trong đứng lên. Lộ ra toàn thân thối rửa, thanh trình cao lớn thân thể, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái ác quỷ hoàng đế này khi còn sống anh dũng tư thế. Nó trực tiếp rút ra hoàng đế của nó bội kiếm, liền muốn đối những cái này cả gan xâm lấn nó địa cung vượt ải người một cái đại chiêu nhưng lại tại lúc này bạch một đầu hư ảo vô cùng đuôi cáo liền như vậy chớp mắt xuyên thấu đến trước mặt của nó tại vị này ác quỷ hoàng đế chấn động dưới ánh mắt cái kia đuôi cáo trực tiếp đem nó cuốn lên tiếp đó lại bỗng nhiên đem nó ném mà ra a à. ác quỷ hoàng đế hoảng sợ phía dưới cũng là không có như là phía trước cái kia trầm ổn phát ra sợ hãi kinh hoảng tiếng kêu nó muốn cưỡng ép cắt ngang cái này bay ngược mà ra trạng thái nhưng mà không làm được, căn bản không làm được. Cái kia đuôi cáo ném nó đi ra lực lượng quá lớn, đến mức nó lơ lửng cứng ngắc biến đến rất dài. Như thế, nó đến cùng bị ném tới nơi nào? A à, ô Tiểu tử vào giờ khắc này đã là mở ra trong lòng. Tiếp đó, tại cái kia vô số ác quỷ đại thần kinh hải dưới ánh mắt. Không. Ác quỷ hoàng đế phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Ngay sau đó một giây sau. Ách. Kêu đau một tiếng liền là bị tiểu tử cho nuốt vào bên trong thân thể của mình Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cái kia ác quỷ hoàng đế liền là bị thông vệ chi chủ cái kia cường đại thông vệ chi lực cho triệt để phân giải biến thành một cổ vô cùng năng lượng tinh thuần khuếch tán tại tiểu tử thân thể bốn phía đến tận đây ác quỷ hoàng đế liền là lấy như vậy khôi hài phương thức kết thúc thanh máu của mình mà cái kia đuôi cáo tự nhiên là tiểu bạch thi triển ra thiên hồ chi thuật tiểu bạch cảm thấy cái ác quỷ hoàng đế này rất có thể chứa nó ghét nhất liền là tại trước mặt nó trang bức gia hỏa. Nguyên cớ. Nó không nói hai lời, trực tiếp đem vật này ném cho nhị tỷ tiểu tử, để nhị tỷ đem nó thôn vệ phân giải. Mà vào giờ khắc này. Soạt. Nguyên bản mấy ngàn chỉ tinh anh quái tại ác quỷ hoàng đế tử vong phía sau, cũng là trực tiếp biến mất, biến thành một đống bạch cốt. Cuối cùng chém giết bốt, chẳng khác nào là thông quan cái phó bản này. Như thế nơi này quái tinh anh bốt xanh tự nhiên không có bất kỳ sống sót khả năng. Trực tiếp tiêu tán, liền sống tiếp tư cách đều không có. Tất nhiên, nơi này quái vật bởi vì là tại trong phó bản, nguyên cớ qua thời gian nhất định phía sau, sẽ là lặp lại đổi mới phục sinh. Đinh, xét thấy cái kia phó bản bốt bách quỷ hoàng đế đã bị ngươi chém giết. Chúc mừng ngươi, vượt ải người. Ngươi thành công thông quan bách quỷ mộ địa phó bản. Thông quan dùng thời gian, 2 phút không một giây. Đánh giá tổng hợp, cấp SSS. Chúc mừng ngươi, ngươi trở thành cái kia phó bản tốt nhất ghi chép bảo trì người sau một phút đem cấp cho thông quan ban thưởng, xin ngài kiên nhẫn chờ. Rất nhanh, bí cảnh chi linh thanh âm nhắc nhở liền là vang lên. Hai phút không một giây. Vương Trần thành công làm được tại trong vòng ba phút thông quan bách quỷ mộ địa. Mà giờ khắc này. Ngoại giới. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ phó bản trong đại sảnh, tất cả chuyển chức giả đều đang ngơ ngác nhìn xem phía trên màn ảnh thông báo đi ra tin tức. Trên mặt của bọn hắn đã là triệt để ngốc trệ, trong ánh mắt chỉ còn dư lại nồng đậm chấn động cùng khó có thể tin hai phút không một giây a à. dĩ nhiên thật cho vương trần làm được mà cái kia tiểu thương trên mặt biểu tình đều triệt để trợn nhìn xuống tới hắn bán công lực đến cùng là thật là giả chính hắn không biết sao trên thực tế trong vòng ba phút thông quan bách quỷ mộ địa có thể phát động ẩn tàng cửa ải liền là hắn thuận miệng nói lung tung viết linh tinh đi lên cuối cùng đều không có người lấy loại thời giờ này thông quan qua hắn lại thế nào biết nhất định sẽ phát động ẩn tàng cửa ải đây tiểu tử ngươi xong giờ phút này toàn bộ đại sảnh chuyển chức giả đều nhìn về cái này tiểu thương. Cái này tiểu thương nhanh khóc. Bởi vì đến hiện tại, trên màn ảnh đều không có biểu hiện Vương Trần phát động ẩn tàng cửa ải. Cái này chẳng phải là nói, sổ tay của hắn nội dung là giả tạo sao. Cái này đã dính đến chuyển chức lừa đảo. Ha ha. Có phải hay không không nghĩ tới Vương Trần dĩ nhiên có thể thật tại trong vòng 3 phút thông quan. Hừ. Ngươi cái này tiểu thương, đằng sau nhưng có là lao một tai ương chờ ngươi. Chương 458, cấp 480. Ngang cấp cùng nhất định. Trong phó bản, ban thưởng đã tới sổ. Bách quỷ mộ địa cái phó bản này ban thưởng, chủ yếu là phong phú điểm kinh nghiệm. Còn lại ban thưởng ngược lại tương đối thông thường. Bất quá bởi vì Vương Trần là phá ghi chép thông quan, nguyên cớ ban thưởng phương diện ngược lại không chỉ có điểm kinh nghiệm, còn có một chút trang bị, đạo cụ, đang dược cùng sách kỹ năng. Tất nhiên, cuối cùng Vương Trần đều là đem những phần thưởng này toàn bộ phân phối cho chính mình đồng đội chủ yếu là những phần thưởng này đối với Vương Trần mà nói, tác dụng không phải rất lớn. Trang bị phương diện, chính mình có hệ thống ban thưởng có thể trưởng thành trang bị. Về mặt đan dược, chính mình cũng góp nhặt không ít. Đạo cụ phương diện, chính mình đồng dạng dùng đạo cụ tràn cảnh chính xác không nhiều, có thể sử dụng chính mình thực lực chiến đấu nghiền ép lên đi, liền sẽ không dùng đạo cụ. Hơn nữa, một khi thực lực của mình đều không thể chống đỡ đi qua, như vậy thì tính toán chính mình dùng đạo cụ cũng đồng dạng trở ngại. Sách kỹ năng phương diện, cũng không nổ ra là ngự thú sư chức nghiệp ẩn tàng sách kỹ năng. Tổng hợp trở lên. Vương Trần cũng là 10 điểm hào phóng hào phóng đem những chiến lợi phẩm này đưa cho chính mình đồng đội. Đương nhiên. Vương Trần nguyên cớ như vậy hào phóng hào phóng, đem tài nguyên đều đưa cho đồng đội, chỉ là cảm thấy cho các nàng tăng lên một ít thực lực, đối với chính mình tiếp xuống tổng thi đấu, có rất lớn chỗ tốt. Tiếp xuống tổng thi đấu, không chỉ có người thi đấu, hơn nữa còn có đoàn đội thi đấu. Đồng thời, đoàn đội thi đấu trọng yếu chiếm so cực cao cuối cùng. Tại bây giờ chuyển chức trong thế giới, đã có rất ít chuyển chức giả có thể làm được toàn trình phó bản chơi đơn. Rất nhiều phó bản đều có vô cùng đặc biệt cơ chế, nhất định cần muốn cùng đồng đội một chỗ hợp tác mới có thể thông quan, dưới loại tình huống này, chuyển chức giả đoàn đội hợp tác năng lực nhất định phải là muốn có được. Bên cạnh đó, còn có một cái lão vấn đề. Đó chính là thiên ma kẻ nứt. Dù cho là minh thần đại lục, cũng đồng dạng tại bị lấy thiên ma kẻ nứt tập kích quấy rối cùng xâm lấn. Minh thần đại lục thật sự là quá lớn, mỗi ngày kỳ thực đều có địa phương đang lặng lẽ vô tức bị thiên ma tổ chức xâm lấn, đồng thời xây dựng cứ điểm. Minh thần đại lục tất cả công hội dù cho là liên thủ, đều không thể đem nó trừ tận gốc. Nghe nói bây giờ minh thần đại lục cực bắc khu vực, đã là bị thiên ma kẻ nước cho triệt để xâm lấn, nơi đó ma tai tàn phá bốn phía, vô số chuyển chức giả đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Đồng thời còn nói cái kia nhất bắc khu vực đã bị thiên ma tộc trở thành phủ xuống tòa thế giới này cứ điểm cùng sao huyệt. Bây giờ thập cường công hội đứng đầu, liên hợp cái khác công hội cũng đều tại cùng tên thiên ma này tổ chức cùng thiên ma tộc chống lại nhưng hiệu quả không phải rất tốt xem như thế lực ngang nhau bây giờ thập cường công hội bên kia đã là bắn tiếng phỏng chừng không bao lâu toàn bộ minh thần đại lục liền muốn chính thức tiến vào thời đại chiến tranh đến lúc đó minh thần đại lục sẽ biến đến càng thêm hỗn loạn lại thiên ma tộc cũng sẽ chính thức xâm lấn tòa này chuyển chức thế giới làm không bị những cái này chết tiệt thiên ma quái vật nô dịch các chuyển chức giả chỉ có thể ra sức phản kích Nghe nói những thiên ma tộc kia dự định tại thành công xâm lấn vị diện này phía sau, liền đem tất cả chuyển chức giả xem như gia súc đồng dạng nuôi dưỡng lên, tiếp đó đem các chuyển chức giả xem như thịt. Lời nói quy chính đề. Trước mắt, Vương Trần đều là bởi vì tổng thi đấu mà làm chuẩn bị. Đem những phần thưởng này toàn bộ phân cho đồng đội phía sau, liền rời đi tòa này phó bản. Tất nhiên, Vương Trần đẳng cấp cũng chính thức bước vào cấp 450. Bách quỷ mộ địa thông quan phía sau kinh nghiệm ban thưởng vẫn là cực kỳ phong phú mà khi Vương Trần đi tới phó bản đại sảnh thời điểm, mới phát hiện, một nhóm chuyển chức giả đã xông tới. Đều là dùng như nhìn quái vật ánh mắt, nhìn xem Vương Trần. Tránh hết ra. Đối cái này, đổi thành người khác phỏng chừng đều đã căng thẳng dồn dập lên, lại hoặc là muốn trang bức. Nhưng Vương Trần cũng là lạnh lùng nói một câu. Liền là một câu nói như vậy, để vốn định muốn vây quanh đi lên rất nhiều chuyển chức giả, biểu tình liền là cứng đờ, tiếp đó ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Hiển nhiên. Bây giờ Vương Trần thực lực cùng địa vị, đã là có thể để những cái này các chuyển chức giả chân chính sợ hãi kiên kỵ. Một câu, liền để bọn hắn căn bản không dám dựa vào tới. Mà Vương Trần hành động kế tiếp. Cũng là để tất cả các chuyển chức giả đều càng chấn động. Chỉ thấy hắn đi tới lễ tân. Ngày bình thường không sợ trời không sợ đất nữ nhân viên lễ tân, khi nhìn đến Vương Trần tới phía sau, trực tiếp liền lộ ra nhất cung kính, nhất khách khí nụ cười. Chuyện cười. Nàng có thể xem như vườn Eden công hội lễ tân, nhãn lực độc đáo vẫn phải có cái vương trần này nàng nhận thức, đồng thời tại cái phân bộ này công hội trưởng cùng cao tầng hắn trong lúc tán gẫu cũng là biết được bọn hắn đối với vương trần cái này nhân tài đặc biệt muốn chiêu nạp. Mình nếu là đắc tội cái vương trần này, phỏng chừng làm việc đều muốn ném đi. Vương trần cũng không có chơi giá đỡ, trước mặt của mọi người, nhàn nhạt nói, lại cho ta chuẩn bị tốt 10 tòa phó bản tiến vào vé vào cửa, theo thứ tự là thâm viên địa quật, cự ma sào huyệt, ác ma chi thác. Nghe vị này nữ nhân viên lễ tân sửng sốt một chút. Vương Trần tiên sinh, ngài xác định ư ngài mới từ bách quỷ mộ địa trở về xác định không nghỉ ngơi một thoáng nữ nhân viên lễ tân quan tâm nói không cần thiết ta căn bản không có nửa điểm tiêu hao vương trần lắc đầu toàn trình đều là tiểu thanh tiểu tử tiểu bạch đang bận việc hắn ngược lại muốn để tiểu sương đi ra tới nhưng tiểu sương tại ngủ say sưa lớn giác ngộ tự hồ là khoảng thời gian này đẳng cấp tăng lên phía sau huyết mạch lại lần nữa phát sinh tiến hóa nguyên cớ cần thông qua ngủ tới bế quan cái này cũng bình thường bởi vì Tiểu Sương là gần nhất mới bị Vương Trần Thu làm khế ước thú sủng. Trước lúc này, trong cơ thể nó ẩn tàng Thiên Sương Thánh Long huyết mạch đều không có bị kích hoạt qua. Bây giờ Vương Trần giúp nó thức tỉnh thần thú huyết mạch, lại tại đẳng cấp tăng lên phía dưới, thần thú huyết mạch cũng đều dần dần bị kích thích. Nguyên cớ Tiểu Sương cũng là lâm vào trong giấc ngủ, thật tốt thích ứng cổ này tăng vọt huyết mạch cấp độ chi lực. Mà Yuna, Ori chúng nữ càng không có tiêu hao. Vốn là các nàng muốn cho Vương Trần thêm điểm BOFS hoặc là cho tiểu thanh, tiểu bạch, tiểu tử thêm buff, nhưng các nàng bất ngờ phát hiện, căn bản không cần các nàng, toàn bộ phó bản qua đến gọi là một cái thế như trẻ tre, trọng vẹn nghiền ép, cốt a, xin chờ, những phó bản này tiến vào vé vào cửa lập tức làm ngài chuẩn bị, nữ nhân viên lễ tân nhìn thấy vương trần thăng khăng muốn tiếp tục vào phó bản, nàng cũng không có khả năng lại khuyên, kế tiếp phát sinh sự tình không, cũng thực là làm cho cả phó bản đại sảnh các chuyển chức giả lại lần nữa mở rộng tầm mắt, vương trần trực tiếp dẫn đội liên tục thông quan 10 tòa phó bản. Hơn nữa cái này 10 tòa phó bản toàn bộ đều là phá ghi chép thông quan. Cấp bậc của hắn trực tiếp tiêu thăng tới cấp 480. Tất nhiên, hắn thú sủng nhóm, đẳng cấp dĩ nhiên cũng giống như hắn, tăng vọt đến cấp 480. Nơi này không thể không nói ra. Vương Trần Tại tăng lên đẳng cấp trong quá trình, trực tiếp đem ngang cấp cùng nhất định tới. Hắn vốn là đẳng cấp so thú sủng nhóm cao. Tiểu Sương cũng là so với nó ba vị tỷ tỷ muốn cao. Nhưng mà phía sau Vương Trần trực tiếp áp chế chính mình cùng Tiểu Sương thanh điểm kinh nghiệm. Để thừa ra điểm kinh nghiệm chia ra đến Tiểu Thanh, tiểu tử, tiểu bạch trên mình. Như vậy mới tạo thành ngang cấp cùng nhất định phát triển cục diện. Chương 459, chế độ thi đấu cải cách. Thiên Ma chi thành. Chấn kinh. Mạnh nhất trong lịch sử thăng cấp quần nhân. Tranh tài kết thúc về sau 10 ngày không đến thời gian, tăng lên điên cuồng cấp 130. Theo cấp 350 tiêu thăng đến cấp 480. Ngươi dám tin tưởng chỉ dùng không đến 10 ngày thời gian. Sai. Nghiêm chỉnh mà nói, là không đến 5 ngày thời gian, Vương Trần theo đi giả ngoại địa đồ thăng cấp, tiếp đó lại đến đi đến phó bản, cũng liền như thế 4 năm ngày sự tình. Ta à trời, nguyên bản Anna Rosa cấp bậc là vượt qua Vương Trần cấp 50, hiện tại sắp bị đuổi ngang. Vương Trần cái kia vô cùng đáng sợ tốc độ lên cấp, tại trong Herman Chi Thành triệt để truyền vang ra. Chủ yếu là quá khoa trương A. Trong Herman Chi Thành chưa từng có loại ví dụ này xuất hiện qua dù cho là Anna Roser, đều không làm được như là vương trần dạng này. Cái kia tốc độ lên cấp quả thực không phải người. Người khác vất vả mấy năm thành quả, tại vương trần nơi này, liền mấy ngày thời gian. Quả thực. Anna Roser khi nghe đến chuyện này phía sau, cũng là cảm thấy 10 điểm chấn động. Tất nhiên. Để cho nàng cảm thấy thích thú lại khó chịu là. Vương Trần còn đem nàng thông quan qua phó bản, toàn bộ đều đổi mới ghi chép. Vốn là, những phó bản kia tốt nhất ghi chép người nắm giữ là nàng Anna Roser kết quả vương trần đi công thành phía sau liền lập tức biến thành là hắn ta đã nói rồi người gia hỏa này làm sao có khả năng nguyện nằm thẳng nằm ngửa anna Rouser không nhịn được nói thầm đây cũng là làm nàng mừng rỡ nguyên nhân thần tượng của nàng quả nhiên vẫn là cuộc khởi đây đối với anna Rouser mà nói là một kiện rất vui vẻ sự tình tuy là nàng lúc trước trong thi đấu bại bởi vương trần nhưng tương lai nàng còn có cơ hội anna Rouser có thể đi phòng họp hôm nay có một hội nghị là liên quan tới tiếp xuống tổng thi đấu. Người đồng bạn mới còn tại Minh Nguyệt treo lơ lửng giữa trời thành bên kia, không có cách nào tới tham gia. Giờ phút này, một vị nhân viên phát tới thông tri. Anna Roser liền đem nàng mới đồng đội kêu tới. Phía trước lão đồng đội đã chết hai cái. Cũng chính bởi vì chuyện này, Anna Roser muốn lần nữa sàng lọc toàn bộ đội ngũ thành viên. Phía trước nàng đồng đội đều là một chỗ tiến vào Minh Thần Đại Lục đồng bạn. Lúc ấy là cảm thấy mọi người đều biết, khó mà nói ra cái gì cự tuyệt nói càng không tốt đem đối phương đá mất công hội đưa ra đề nghị là để nàng lựa chọn công hội bên này mới đồng đội cứ như vậy đoàn đội thi đấu đánh đến thoải mái hơn một điểm cuối cùng đồng đội thực lực càng tốt xem như đội trưởng nàng áp lực tự nhiên cũng liền càng nhỏ tất nhiên đoàn đội thành tích tự nhiên cũng sẽ càng tốt hơn phía trước nàng còn cảm thấy đều là đồng bạn đá không tốt lắm nhưng hôm nay đi đội ngũ đã là thay máu tất nhiên nàng đồng bạn mới cũng không phải hơ mân chi thành phân bộ chuyển chức giả cuối cùng tại trong hơ chi thành trà trộn chuyển chức giả thật là là không tư cách cùng anna Rouser làm đồng đội nguyên cớ vườn eden công hội bên này hướng tổng bộ phát ra xin để tổng bộ phân phối cho anna Rouser phối hợp đồng đội để tại có thể tại tiếp xuống tổng thi đấu bên trong cầm tới một cái tốt thành tích tiếp đó vườn eden công hội tổng bộ bên kia cũng là đưa ra phục hồi nói là vừa vặn muốn lắp ráp một cái ngân hà chiến hạm tổng bộ bên này cũng có mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu tạm thời tìm không thấy đồng bạn không bằng liền đem những cái này đỉnh cấp thiên kiêu tổ hợp thành một cái mới đội ngũ đi tham gia tổng thi đấu ngược lại đội viên thay đổi là có thể xin thế là anna rosa đội ngũ đã là triệt để thay đổi chỉ bất quá đội viên mới không tại nơi này mà là tại minh nguyệt treo lơ lửng giữa trời thành bên kia tiếp qua hai ngày anna rosa cũng là muốn tiến về minh nguyệt treo lơ lửng giữa trời thành đi cùng mới đồng đội hiệp tiếp đó phối hợp huấn luyện để tại tại đoàn đội thi đấu bên trong bắt lại thành tích tốt trước mắt Anna Roser đi tới cái này to như vậy trong phòng họp. Phát hiện nơi này đã sớm có người đang chờ. Chính là Vương Trần tiểu đội. Anna Roser nhìn thật sâu một chút Vương Trần, tiếp đó chính mình tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Tại nơi này tổng cộng có bốn cái tiểu đội. Cũng liền là đang tuyển chọn thi đấu bên trong tứ cường đội ngũ. Vốn là A, nữ thần thí luyện thi đấu bên trên, nói là tuyển chọn thi đấu bên trong bát cường đội ngũ đều có thể đi tham gia. Có thế năm nay hình như đề cao dự thi yêu cầu tựa như là nói năm nay thiên kiêu nhân tài xuất hiện lớp lớp, vì để cho tranh tài càng thêm đặc sắc, nguyên cớ đối tuyển thủ dự thi cũng là bắt đầu nghiêm ngặt chọn lựa. Đội ngũ thực lực kém, cũng không có tư cách qua bên kia tham gia, để tránh mất mặt xấu hổ. Cũng chính là bởi vậy, rất nhiều người đều cho rằng năm nay nữ thần thí luyện thi đấu sẽ là hàm kim lượng đủ nhất. Giờ phút này, bốn cái tiểu đội thành viên đã đến cái hội nghị này phòng. Một cái nữ thần thí luyện thi đấu quan phương thành viên đến nơi này, hắn mặc hoa lệ trường bào, nâng lên mắt kính, tiếp đó mới lên tiếng. Các vị, lần này nữ thần thí luyện thi đấu bởi vì chế độ thi đấu xuất hiện cải cách, nguyên cớ thi đấu sự tình quan phương bên kia các cử ta hướng các vị tiến hành sớm nói rõ. Lần này nữ thần thí luyện tổng thi đấu vẫn như cũ là chia làm hai cái nội dung. Người thi đấu cùng đoàn đội thi đấu. Người thi đấu nội dung không thay đổi, vẫn như cũ là mỗi cái tiểu đội sai phái ra một cái tuyển thủ tới tham gia. Mà đoàn đội thi đấu thì là xuất hiện cải cách. Từ truyền thống đoàn đội VSC đoàn đội, biến thành đại đào sát đại đào sát địa điểm lựa chọn tại một cái giả ngoại địa đồ bên trong cái kia giả ngoại địa đồ tên là thiên ma chi thành hả nghe được cái tên này loại trừ bên ngoài vương trần hiện trường tất cả chuyển chức giả biểu tình cũng nhịn không được hơi hơi biến sắc dĩ nhiên là thiên ma chi thành ta trời thi đấu sự tình phe tổ chức thật không sợ xảy ra chuyện a nhìn xem xung quanh tuyển thủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu tình vương trần quay đầu nhìn hướng một bên đồng đội ngồi ở bên trái yuna liền biết vương trần đối với cái thiên ma chi thành này còn không hiểu rõ thế là liền ôn nhu giải thích nói. Thiên ma chi thành, chính như kỳ danh, là một tòa đã từng bị thiên ma tộc chiếm lĩnh, đồng thời bị thiết lập làm cứ điểm siêu cấp đại thành. Tòa này siêu cấp đại thành cương vực 10 điểm báo. Trọng lớn, 100 cái hơ mân chi thành gộp lại đều đối với nó lớn. Bởi vì đã từng bị thiên ma tộc chiếm lĩnh qua nguyên nhân, đến mức nơi đó ma khí ngang dọc, toàn bộ đại thành đều bị liệt là cấm địa, ngày bình thường tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì chuyển chức giả đi tới gần. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, có một đạo thiên ma kẻ nứt bị phong ấn ở nơi đó, lại đạo kia thiên ma kẻ nứt 10 điểm to lớn, dù cho là minh thần đại lục các chí cường giả liên thủ, đều không thể đem nó triệt để xóa đi, chỉ có thể đem nó phong ấn. Bây giờ qua mấy trăm năm thời gian, trải qua một vị lại một vị chuyển chức giả cố gắng làm sạch, nghe nói thiên ma chi thành ma khí đã phai nhạt không ít, có thế bên trong vẫn như của nguy cơ tứ phía. Không nghĩ tới cái này thi đấu người bị hại làm phương dĩ nhiên chọn một chỗ như vậy xem như tranh tài địa điểm. Nói xong, Yuna trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng lo lắng không chỉ là nàng. To như vậy trong phòng họp, loại trừ vương trần cùng bên ngoài Anna Roser, cái khác trên mặt của tuyển thủ đều nhộn nhịp hiện lên vẻ lo lắng. Hiển nhiên, cái này thiên ma chi thành quả thực không phải một cái địa phương tốt. Chương 460, siêu cường huấn luyện. Các vị không cần lo lắng. Chỉnh tọa thiên ma chi thành hoàn cảnh bây giờ đã biến đến rất tốt. Chỉ là bên trong có không ít lưu lại tới ma hóa sinh vật, cần các ngươi chú ý một chút. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy cái này mười phần nguy hiểm, cũng có thể lựa chọn bỏ quyền. Tốt, cáo từ. Vị kia quan phương thành viên nói xong phía sau, cũng là trực tiếp quay người rời đi. Quan phương nguyên cớ chọn như vậy một cái địa phương nguy hiểm, nó dụng ý liền là muốn để các tuyển thủ này sớm cùng có liên quan với thiên ma tộc chuyện tiến hành tiếp xúc giải. Bây giờ cùng thiên ma tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Nhất định cần muốn để tất cả chuyển chức giả đều đối thiên ma tộc từng có khắc sâu giải mới được. Lại nói, nhà ấm bên trong bồi dưỡng bông hoa, khẳng định là gánh không được gió tác mưa xa còn có một ít quy tắc, ta tới nói cho các ngươi biết a. À. vườn đen công hội một vị cao tầng nhẹ giọng nói. nếu là đại đào sát, tự nhiên là có độc vòng co vào cơ chế. thiên ma chi thành ma khí đã bị quan phương cho xua tán đến bốn phía, nhưng nếu như không có người ràng buộc, vẫn là sẽ từ từ hướng trong thiên ma chi thành tràn ngập mà đi. quan phương thành viên sẽ khống chế loại này tràn ngập tốc độ, đại khái là cách mỗi năm tiếng liền mặt cho thiên ma khí ngẫu nhiên tràn ngập. các ngươi những cái này đội ngũ dự thi có thế tuyệt đối không nên tại ma khí hoàn cảnh phía dưới ngốc quá lâu không phải rất dễ dàng ma hóa. Muốn một bên trốn, một bên thu hoạch điểm tích lũy. Điểm tích lũy thu hoạch phương thức có hai loại. Loại thứ nhất là đánh giết trong thiên ma chi thành ma hóa sinh vật, đánh bại thực lực khác biệt ma hóa sinh vật, lấy được điểm tích lũy khác biệt. Nếu như là đánh giết bốt lại hoặc là tinh anh quái sinh vật, là có thể đạt được ngoài định mức điểm tích lũy ban thưởng. Loại thứ hai thì là đánh bại dự thi đối thủ, có thể đem bọn hắn điểm tích lũy toàn bộ cướp đoạt. Nói đến đây, cái nhân viên này dừng một chút. Tiếp đó mới tiếp tục nói, tin tưởng các vị đối với một chút chiến sự tin tức cũng có chú ý, minh thần đại lục cực bắc chiến sự đã là đặc biệt quyết liệt. Thiên ma tộc tại bên kia đã thành lập nên sào huyệt cùng cứ điểm, liền là muốn lấy nơi đó làm ván nhảy, tiến tới xâm lấn chiếm lấy chúng ta vị diện này. Làm bồi dưỡng được có thể cùng thiên ma tộc đối kháng ưu tú chuyển chức giả, năm gần đây tất cả thi đấu sự tình, lại hoặc là một chút hoạt động, cũng là vì khảo nghiệm các chuyển chức giả sinh tồn cùng phối hợp năng lực. Đồng thời cũng là vì kích phát mọi người chiến ý, khảo nghiệm các vị quyết sách năng lực, chấp hành năng lực cùng mưu lược. Nghe đến đó, Vương Trần xem như minh bạch. Mỗi đại tổ chức là tại mượn nhờ những cái này thi đấu sự tình hoạt động tới chọn mới đây. Vì chính là chọn lựa ra chiến lược ưu tú, năng lực chỉ huy đỉnh tiêm chuyển chức giả. Cuối cùng là quy tắc tranh tài. Không cho phép ác ý giết người. Ác ý giết người sẽ là bị thủ tiêu tư cách tranh tài, đồng thời truy xét trách nhiệm hình sự. Tất nhiên, nếu như nói là người khác muốn giết ngươi, ngươi là có thể phòng vệ chính đáng. Cũng không cần lo lắng chính mình phòng vệ chính đáng chứng cứ không đủ. Bởi vì tiến vào thiên ma chi thành phía sau, khắp nơi đều là nờ mờ máy quay phim, tùy thời đều tại đài quan sát có tuyển thủ nhất cử nhất động. Đến cùng có tính hay không phòng vệ chính đáng, toàn trình ghi chép, đều ngoại giới khán giả một chỗ chứng kiến, thì phi đạo lý đều có thế phán xét. Trở lên liền là lần này đoàn đội thi đấu cải cách phía sau nội dung chủ yếu. Mời mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất sớm huấn luyện một chút giả ngoại sinh tồn năng lực. Để tại tại trong thiên cả ma chi thành càng như cá gặp nước. Nghe xong phía sau, đang ngồi mỗi cái nội tâm tuyển thủ đều đối lần này đoàn đội thi đấu nắm chắc. Như vậy xem xét lời nói, mặc kệ là cái nào đội ngũ muốn chiến thắng, đều cực kỳ khó a. À. Có người nhẹ giọng cảm khái. Này ngược lại là thật. Đại đào sát loại thi đấu này, muốn chiến thắng, dựa vào là cũng không chỉ có thực lực, còn đến có vận khí. Lại tại trong cái thi đấu này, thu hoạch điểm tích lũy hình thức không chỉ chỉ có đánh bại đối thủ, còn có thể thông qua săn giết quái vật tới thu được. Cứ như vậy, liền tăng lên rất nhiều khả năng cũng có một chút đội ngũ đặc biệt tìm quái vật tới săn giết, góp nhặt điểm tích lũy, nói không chắc cuối cùng điểm tích lũy cao liền là loại này đội ngũ. Bất quá không thể không nói, loại thi đấu này, so với truyền thống đoàn đội VSC đoàn đội cần có thú nhiều. Tối thiểu nhất ta cảm thấy đặc biệt thú vị. Lời này vừa nói ra. Hiện trường tất cả tuyển thủ đều gật đầu tán đồng. Chủ yếu là loại này đại đào sát tranh tài cũng thật là lần đầu tiên gặp. Ngày trước đều là truyền thống đoàn đội VSC đoàn đội. Hai chi đội ngũ lẫn nhau đánh không có quá nhiều khả năng. Nhưng hôm nay tại cái này đại đào sát chế độ thi đấu bên trong, khả năng liền có hơn rất nhiều. Dù cho thực lực ngươi không được đội ngũ, đều có thể thông qua mưu lược, hoạt động, quyết sách tới bổ trở về nhược điểm. Đây là một hạng khảo nghiệm đội ngũ tổng hợp năng lực tranh tài. Anna Roser đối với cuộc thi đấu này tự nhiên cũng là hết sức hài lòng. Càng là tràn ngập tính kiêu chiến tranh tài, nàng càng là cảm thấy có hứng thú. Chỉ là ánh mắt của nàng lại không kìm hãm được nhìn hướng Vương Trần. Vương Trần, lần này ngươi tại cái này đại đào sát bên trong, lại sẽ có cái gì chó sáng mới biểu hiện đây? Nàng vậy mà bắt đầu mong đợi lên. Tại xác định nội dung thi đấu phía sau trong khoảng thời gian này. Vương Trần Việt cần phải làm cũng là biến đến đơn giản lên. Đem toàn viên đẳng cấp tăng lên tới cấp 550 phía sau, liền ngưng tăng cấp. Trên thực tế, Vương Trần cảm thấy nếu như muốn cực hạn lời nói, là có thể để cho toàn bộ đội ngũ đẳng cấp đều xông tới cấp 580. Nhưng không cần thiết. Nếu như nói như vậy, liền không có thời gian tới huấn luyện. Rất nhiều người đều cảm thấy, tại cái này chuyển chức trong thế giới, đẳng cấp, thuộc tính, trang bị, thiên phú, kỹ năng là trọng yếu nhất. Cái này chính xác. Nhưng Vương Trần cảm thấy, thích ứng mới là trọng yếu nhất. Người đẳng cấp tăng vọt phía sau, thực lực bản thân chính xác đạt được tăng lên cực lớn, nhưng vấn đề cũng theo đó mà tới. Tại tiếp xuống trong một thời gian ngắn, người đến tiêu phí không ít khí lực đi thích ứng thực lực người tăng lên phía sau thuộc tính. Đơn giản nhất ví dụ, liền là ngươi nguyên bản nhanh nhẹn thuộc tính là 1.000 điểm. Ngươi thăng cấp phía sau, nhanh nhẹn thuộc tính biến thành 10.000 điểm. Tăng lên phía sau chính xác là một chuyện tốt, nhưng ngươi sẽ phát hiện, ngươi thoáng cái không thích ứng được với biến tốc độ nhanh. Lúc này, liền cần thời gian tới luyện từ từ tập chiến đấu, tới thích ứng cái này bỗng nhiên tăng lên thuộc tính mang tới biến hóa. Nếu như ngươi không thích ứng, như thế biểu hiện ra chiến lực thậm chí so trước đó còn kém. Nguyên cớ Vương Trần Tại mang theo tất cả đội viên tăng lên tới cấp 550 phía sau, liền là tạm dừng tăng cấp kế hoạch. Bắt đầu mỗi ngày lấy cực kỳ cao cường độ phương thức tới huấn luyện các nàng. Tiếp đó, Yuna, Ori đám người đều sắp bị tra tấn đến khóc. Bởi vì các nàng chưa từng có tiếp thụ qua cường độ cao như vậy huấn luyện. Ban ngày 6 điểm rời giường, huấn luyện đến 10 giờ tối. Mấu chốt nhất là, dù cho là ngủ thiếp đi, nửa đêm Vương Trần đều sẽ tìm nhập gian phòng của các nàng, đối với các nàng tiến hành đánh lén. Dù cho các nàng không mặc quần áo, Vương Trần vẫn là mặt không thay đổi đưa các nàng trực tiếp đánh bị thương. Không có chút nào hạ thủ lưu tình. Đến mức các nàng tiếp xuống một tháng này thời gian bên trong, đều tại căng cứng thần kinh bên trong vượt qua.